Lần đầu review về một chiếc trek, nhưng đây không phải là trek mới mà là trek cũ lướt, ngoại quan được tầm 98-99%, gần như mới luôn. Và phiên bản của nó là đời 2023, mã là FX3, màu trắng, size M, zin tất tần tật, zin cả ba ga và chắn bụi, kể cả bê đan cũng đang còn zin luôn. Và em nó đang có mức giá tại cửa hàng là 16 củ 800 canh. Các bác sẽ tiết kiệm được đâu đấy loanh quanh 7 củ so với cái việc mua mới nhá. Và riêng em xe này em sẽ review khá là kỹ luôn, bởi vì là đầu tiên là nó đắt, thứ hai là em thấy có khá là nhiều điểm hay ho trên em nó, mặc dù bình thường xe cũ thì thường chỉ review qua qua thôi, bởi vì có mỗi một cái duy nhất mà, và bán một cái xong là hết, không còn bán nữa, review quá nhiều không giải quyết gì. Nhưng em xe này hôm qua tìm hiểu một vòng cũng thấy là rất là hay hay luôn. Quảng cáo một chút là bên em bán tại nhà, cắt giảm được chi phí nên mức giá đến các bác lúc nào cũng sẽ tốt hơn thị trường. Và mời các bác phần review chi tiết về em xe cũ này. Về khung càng, xe được khung hợp kim nhôm, có mô hình nhôm mô hình vỉ nến như này. Đề can thương hiệu là Trek, mã hiệu của nó là FX3, size của nó là size M, nó ghi ở đây. Và có thêm hai lỗ chờ nữa để có thể bắt thêm một cái gọng bình nước để túi dụng cụ sửa chữa hoặc là để bơm theo xe. Rồi tiếp theo là nó được sản xuất tại China nhé, nhà máy của nó rất là lớn tại China luôn. Các cái mã Trek tầm từ 60 củ đổ xuống thì thường sản xuất tại China. Tầm 60 củ đến tầm 150 củ thì có thêm một nhà máy ở Taiwan nữa, ở Đài Loan nữa. Và trên 150 củ thường là ở sản xuất bên Mỹ nhé, những cái mã đấy là siêu cao cấp rồi. Và chất nhôm của em nó là nhôm gì thì em không biết, bởi vì là bản chất thằng Trek nó không công bố. Tuy nhiên mình phỏng đoán dựa theo cái việc là thằng Trek nó đang gia công của thằng Gian. Và thằng Gian thì có ba công nghệ gọi là gia cố một lớp này, hai lớp và ba lớp, tương đương với gọi là ALUX này, SL và SLR. Thì thằng Trek nó cũng có ba cái loại khung, đấy là khung Gold Alpha, khung Platinum Alpha và khung bạc Alpha, tức là khung Silver Alpha. Thì nó có ba loại, thì em đánh giá là nó sẽ tương đương với thằng đấy, bởi vì là nó đặt của thằng Gian, mà chung một cái lõi công nghệ thì nó chỉ có thế thôi. Chỉ có khác là nó thiết kế geometry nó khác nhau thôi, để nó tối ưu về khung sườn, để giảm cái độ cứng ở những cái điểm cần thiết. Thì thằng này gọi là Gold Alpha, tức gọi là khung nhôm gia cấu hai lớp. Và tham chiếu như thằng Gian thì nó chất nhôm của nó sẽ là 6011, cho một chất lượng phải siêu tốt rồi. Ở giữa nó làm đi mỏng đi được hai lần, hai đầu nó đắp thêm hai lớp so với tiến hành hàn. Và thằng Gian nó gia công thằng Trek thì chất lượng khung sườn phải nói là miễn bàn luôn, bởi vì nó là cái thằng top 1 về sản xuất khung sườn trên thế giới rồi. Các thằng khác muốn tối ưu chi phí để tập trung vào những cái khác ấy thì nó thường gia công, đặt gia công của thằng Gian cả. Và tiếp theo là em xe này thì full ba ga chắn bùn nguyên bản từ hãng luôn, và cái chắn bùn em phải đánh giá là siêu dày dặn. Đây, chỗ này coi như thành 4 điểm bắt này, 1 2 3 4, lắc nó không có độ rung luôn. Ba ga của nó gần như cũng 10 điểm, giống ba ga đắt gốc. Chỗ này còn làm vách lên chú ý nữa thì rất là dễ bị dễ gọi là dễ buộc đồ chứ sao gọi là dễ bị gì. Trong thì nhiều bác sẽ không thích tí bởi vì nó hơi vách vách lên, tuy nhiên em thấy thì rất là ổn, rất là dày dặn. Chỗ này thì các bác có thể dễ dàng đeo cái túi ba ga phía sau được, phía sau được trang bị thêm một cái phản quang. Cái chắn bùn phía trước của nó cũng siêu dày dặn, gọi là chắn bùn bắt 3 điểm, 1 này, 2 này, 3 này. Bình thường nó chỉ có mỗi tanh này thôi, thì thằng này lắp cái chắn bùn này siêu ngon. Cái ốp giữa này nó là bằng nhựa, cái tanh này thì như là inox rồi, nhìn nó rất là sáng luôn, phải test cẩn thận nhưng mà khả năng nó là inox. Rồi tiếp theo càng của nó là càng carbon, càng carbon nhá. Thì check kỹ ở trên web hãng là phía trong này nó cũng ghi này, mặc dù nó hơi bị che bởi cái chắn bùn này, chất lượng là siêu ngon luôn rồi. Khung và càng của mấy thằng top 1 này mà làm đều nữa thì mất cái giá trị thương hiệu luôn. Và nếu mà không nhầm thì thằng Trek bảo hành khung trọn đời luôn. Mà thực ra là thằng Gian đáng ra cũng bảo hành khung trọn đời đi, bởi vì nó sản xuất cả mà. Mà nó bảo hành có 6 năm với 5 năm, tất nhiên thì nó cũng chả hỏng đâu, tuy nhiên là quảng cáo như thế cho nó chất. Một cái lỗ chờ bắt chân trống thì có hai vít, nói chung đặc thù của thằng Gian thằng Trek là làm như này. Cái này thì ưu điểm là lắp cái chân chống vào siêu gọn đẹp luôn, chắc chắn này. Và chân chống của thằng này thì nếu không nhầm cũng đang là chân chống của Gian, rất là dày dặn, rất là ok. Về bộ chuyển động, xe được trang bị một bộ đùm làm bằng nhôm và nó chạy Bicon, khá là đặc biệt, bởi vì phải tầm 24 củ bán mới thôi mà nó vẫn lắp Bicon, rất là hay. Tuy nhiên thì nó chạy rất là nhẹ và chắc chắn. Cái phần chắc chắn là do khung và càng rồi, còn cái phần nhẹ thì chắc chắn là do Meyer, tức là cái bộ chuyển động của nó. Và nó chạy Bicon thì khả năng một là đặt của Nhật, hai là đặt của Đài Loan xịn, cho nên là chất lượng của nó mới ưng như thế. Và cái thằng Bico đã bền rồi, và mấy cái thằng này mà đặt của mấy cái thằng xịn đấy thì phải nói là siêu bền luôn. Lúc đầu nó lắp từ trong nhà máy ra nó đã căn chỉnh siêu chuẩn rồi, về chỉ có đi mà gần như là đi trọn đời xe thôi, gần như không bao giờ phải thay, giống như thằng bạc đạn. Nó sử dụng trục chốt mở nhanh nhưng mà nó cũng rất là hay luôn. Cái trục chốt mở nhanh thằng này không phải là cái lấy ra vằn lỏng một tí là rút được ra, mà cái ti của nó đằng trong này này, tức là bản chất của nó là nó không rút được ra, nó phải rút hẳn cái ti này ra mới rút được cái bánh. Nó giống như kiểu trục ti bút ấy, tuy nhiên đây là dạng của trục ti bật,
Cái lõi ti thì tất nhiên nó nhỏ hơn trục ti bút, nó không thể chắc chắn bằng trục ti bút, tuy nhiên nó sẽ chắc chắn hơn cái loại trục ti bật bình thường, rất là hay. Đằng sau này thì em quan sát thì nó như bình thường, tức là nó vẫn tháo ra rút xuống, chỉ cần tháo lỏng mới là rút được ra. Còn thằng đằng trước là bắt buộc là phải rút hẳn cái ti ra thì mới rút được cái bánh xuống. Rồi tiếp theo là nan sơn tí điện màu đen, chân nan cũng sơn luôn màu đen, vành nhôm hai lớp dày của Bontrager, một cái loại vành rất là nổi tiếng rồi, của cái hãng này rất là nổi tiếng này. Bontrager làm phụ tùng phụ kiện thì siêu ngon luôn, gắn liền rất sâu với thằng Trek luôn, hình như nó là sân sau của thằng Trek ấy. Lốp của nó cũng là Bontrager, có thông số là 732C nhá, độ bền rơi vào tầm 20 đến 25 nghìn cây, em tham chiếu trên giá mới thì cũng chém gió tí thế. Rồi tiếp theo là áp suất lốp thì bơm từ bao nhiêu đây nhỉ, từ 4,5 đến 6,9 cân, thường bơm tầm 5 đến 6 cân. Các bác hình dung thì cái lốp càng xịn ấy, thì nó bơm được càng căng, và cái vành nó này cũng phải đáp ứng được là nó phải xịn này. Rồi tiếp theo là cái quả bánh càng nhỏ nó cũng bơm được càng căng nhá. Rồi tiếp theo là nó sở hữu là van FV. Van này ưu điểm là cái lỗ vành nó sẽ bé, từ đấy cái vành nó sẽ cứng hơn. Tuy nhiên nhược điểm nó không phổ biến lắm, thì mình dùng thêm một cái chuyển đầu van hoặc dùng đầu bơm đa năng. Và đây là mayơ sau của nó, sẽ có là bicon cả, thực ra là full bicon, cối của nó là cối cao cấp Shimano HG, và nó cũng là cối bicon. Bởi vì Meyer đã là bicon thì không cần phải test cối để xem là bicon hay bạc đạn nữa. Về bộ chuyển động, xe được một đôi bê đan có vỏ phun nhựa, trục cốt thép và chạy bạc trượt. Đây, hôm nay em sẽ phân tích cái bạc trượt này. Lúc đầu nó sẽ hơi bó bó một chút này, nhưng mà đi một thời gian bắt đầu nó rơ ra dần dần thì bắt đầu nó rất là trớn, nó giống như kiểu thằng bạc đạn đấy. Và được cái thằng này rất là ổn định, bởi vì cái cơ cấu của nó không có gạn thép, không tạo ra gạn thép để mà kêu được, dùng được tầm 8 đến 10 nghìn cây, bởi vì cái vỏ thằng này khá là dày dặn luôn, và nó hình như là của Bontrager luôn, một hãng siêu nổi tiếng rồi. Và tất nhiên thì nó không thể bền bằng thằng phun nhôm Bicon và không thể trớn như thằng bạc đạn, tuy nhiên so với những thằng rẻ tiền khác thì nó vẫn ăn đứt. Thằng này gọi là dùng ổn ổn rồi, tuy nhiên tầm giá này của em xe này thì cũng xứng đáng lên cho bê đan ba bạc đạn đi, trông nó đẹp đẹp, trông nó tinh tinh tí. Cái bê đan ấy bây giờ cũng tầm loanh quanh 300, 350 thôi. Một bộ đùi làm bằng nhôm có thông số đĩa là 40T một tầng, rất là đủ dùng rồi. Cái chấm xích của nó này cũng rất là sạch sẽ luôn. BB của nó là loại BB vặn của Proware luôn nhá. Đùi này cũng là của Proware, độ dài là 170. Như em xem lên trang chủ của thằng Trek ấy, thì từ size L trở lên thì đùi của nó sẽ là 175. Xích của nó là KMX 10, tất nhiên là tầm này chẳng nhẽ này lai xích nữa. Xích này cũng là rất là đắt, tầm 300, 350. Cụ đề sau của Dere 5001, à chính xác là gọi là 5120, thì bản chất cũng là 5001 thôi. Có lẫy này cho nên nó gọi là Sadao Plus. Bản chất là từ thằng Antut M2000 nó có Sadao rồi. Sadao tức là cái chỗ này nó làm gọn đi được 12mm nữa, tức là nó sẽ đỡ vướng trong bên này, đổ nó đỡ bị cong vênh nữa. Thứ hai là nó đỡ bị cản gió nữa. Đấy là phân tích theo khí đồng học. Rồi tiếp theo là cái Sadao Plus thì lẫy lên cái thì lò xo của nó thì nó sẽ cứng hơn, từ đấy là nó bớt nhạy hơn, thì mình đi cái đường xấu ấy thì nó đỡ bị nhảy xích hơn. Và cái thằng Sadao thì có một cái hay nữa là cái bánh răng này nó chạy chéo này, nó chống bị va đập từ thằng này lên đây, tức là các bác có thể ấn cái này lên thì cái gạt này nó chỉ đến cái bánh răng này nó chỉ đến chỗ này thôi, chứ còn không thể ấn để mà nó lên trên này được. Còn những cái đề rẻ tiền khác ấy thì chỉ cần các bác chỉnh cái này là nó sẽ lên sát trên này luôn. Rồi tiếp theo clip của nó là clip của Dere 4001 nhá, đồng bộ thông số là 1146T, nói chung là quá là đủ dùng rồi, 10 speed, nói chung nó thiết kế để đi phố thì quá thoải mái. Tay đề của nó là 4001. 4001 thì bắt đầu là có lẫy hai chiều, lẫy hai chiều tức là các bác lẫy bên này nó không về, lẫy bên này nó không về, bấm số thì rất là ok rồi. Đồ Shimano thì không chê gì. Về phanh, xe được hệ thống phanh đĩa dầu và cùng phanh sử dụng thì trông giống như MT200 nhưng lại không phải là MT200 mà nó là MT201. Càng review nhiều mã càng thấy là thằng Shimano giải sản phẩm của nó rất là đa dạng, mặc dù là mình xem trên trang chủ Shimano không thấy hết được, lướt chán rồi cũng không thấy hết. Thằng này thì nó là 216T thì phải, so với thằng MT200 nó chỉ tầm 160T thì nó đắt hơn khoảng 50T, rơi vào tầm 150, 180. Thì thằng này nó hơn cái gì thì chưa biết, nhưng mà cụ thể là đây này, cái tay phanh của nó là làm bằng nhôm thì nó hơn thằng kia rồi, thằng kia phần này làm bằng thép. Thứ hai là cái củ phanh của nó khả năng là đắt hơn, chủ yếu ở cái củ phanh, bởi cái củ phanh này trông nó dày dặn hơn, có mà là UR3000 gì đây, nhưng mà nó là cùng một set của cái thằng MT201 này. Em xem ở trên trang chủ xong rồi, xong rồi lên trang tao bao thì thấy là cái bộ này là nó gắn liền với cục phía dưới này. Mặc dù là các bác thích thay sang của cục MT200 lai đồ nhá, lai một món của củ phía dưới vẫn lai được thoải mái. Xác suất đỏ dầu của Shimano thì gần như bằng không rồi. Đĩa phanh của nó là của Shimano luôn, đĩa này siêu cứng, gần như không phải căn chỉnh bao giờ. Mà những cái đồ xịn như kiểu thằng Trek với thằng Gian này thì lắp vào là ăn thôi, gần như chả phải hiệu chỉnh gì mấy. Củ phanh sau của nó này cũng là phi 160, đĩa phanh phi 160 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn phanh thì tầm giá này này là ok rồi, bóp phanh nhẹ, gọi là phanh dầu bóp 3 ngón. Về hệ thống lái,
Sẽ trang bị một ghi đông làm bằng nhôm có độ rộng 60 cm và thiết kế của nó bo cong nhẹ, lại còn cánh én nhẹ sẽ cho cảm giác lái siêu thoải mái luôn. Và đối với thằng Trek này thì đây là size M là 60 nhá, lên size L rồi XL các kiểu thì hình như là ghi đông nó dài hơn, nó rơi vào tầm 63 hay 65 gì đấy. Một đôi tay nắm của nó gần như là hoàn hảo rồi, chất là chất silicon, cầm rất là êm luôn, của hãng Bontrager, có gờ chống mỏi, có đai nhôm chống xoay, cái này là gọi là siêu siêu ổn rồi. Rồi tiếp theo pô tăng làm bằng nhôm, được sơn hơi hơi bóng lên chút, chén cổ đệm nhôm này được sơn mờ. Cọc yên của nó là cọc yên nhôm đúc, sử dụng hai vít, tầm này thì là cọc yên nhôm đúc cả rồi. Hai vít này thì đều là hai vít để khóa cả, dùng lục xiết. Cái yên của nó thì không chả thấy của hãng nào, có chữ Nebula, khả năng là của cái hãng này. Rồi chất da thì tốt, không có ránh giữa, độ bền này cũng khá là tốt. Khóa cọc yên thì không có khóa mở nhanh nhá, tuy nhiên có thể dễ dàng độ lên khóa mở nhanh. Cái này khả năng là khóa 31.8, cần thì em sẽ check lại nhá. Cuối cùng là về khối lượng, em nó nặng là 12,8 cân bởi vì đang là full 3 ga chắn bùn. Tháo cái bộ này rơi vào tầm hơn cân nữa, chắc còn tầm 11 cân rưỡi. Về chính sách bảo hành thì khung sườn được bảo hành chính hãng bởi Trek trọn đời luôn. Và phụ tùng thì bên em bảo hành 6 tháng nhé, bởi vì đây là xe cũ, còn xe mới thường bên em bảo hành phụ tùng 1 năm luôn. Còn về quà tặng đi kèm thì sẽ có là gá nước bình nước khóa 4 số, còn tất tần tật thì gần như nó đủ rồi. Các bác cần mua thêm các món gì nữa thì vui lòng inbox cho bên em luôn, em cũng bán một dải phụ kiện khá là nhiều. Về màu sắc thì là duy nhất một chiếc màu trắng size M nhé, nhắc lại là màu trắng size M, chỉ có một chiếc thôi. Cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác chọn được một chiếc xe thật là ưng ý.